Chào các bác, chào anh em. Em review chiếc xe lưng điện bằng lái Komatsu 1,5 tấn. Dòng xe xếp hàng trong kho. Đấy. Xếp hàng lên giá kệ trong kho ở những cái diện tích rất là hẹp. Con này nó xoay sở được ở những cái diện tích cực kỳ nhỏ. Chỉ cần cái khoảng đường khoảng 2 kệ cách nhau là hơn 2 mét tí là nó đã có thể xoay sở được. Xếp hàng lên kệ rồi các bác ạ. Cho nên dòng này rất là ưa chuộng. Tiết kiệm diện tích kho xưởng. Chạy êm ái. Cái này sản xuất 2018 các bác nhé. Vừa từ Nhật Bản về xong. Nên em nhập trực tiếp từ bên kia về đấy. Đây. Sản xuất tháng 4 2018. Con này chạy rất ít giờ luôn. 2.800 giờ. Này bộ bình của nó đây các bác. Này các bác nhìn bộ bình này. Bình rất chi là xịn luôn. Nó cứng. Bình của GS. Em bình. Bình. Bộ tháp sexy của nó này. Cực kỳ ngon luôn, cực kỳ mới. Đây. Bên trong khoang động cơ ở đây. Cái khu động cơ ở đây này các bác này. Đó. Rất là sáng sủa sạch sẽ. Các bác ai có nhu cầu mua xe, chiếc xe nâng này thì liên hệ với bên em nhé. Bên em cung cấp rất là nhiều các loại xe nâng khác nhau, đa dạng chủng loại. Xe nâng dầu, xe nâng điện, xe nâng xăng. Đấy, xe nâng điện người lái, đứng lái đầy đủ cả các bác nhé. Đây, có bên em. Rất nhiều. Hết tầm mắt.